Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô không cùng ở với các ông trong khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem Thánh Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tô-ma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tô-ma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tô-ma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi bắt đầu bài giảng hôm nay bằng một câu chuyện. Có một vị linh mục là một người rất yêu mến Thiên Chúa, nhưng Ngài luôn luôn bị ám ảnh một cái tội đã phạm nhiều năm trước đây. Ngài đã ăn năn sám hối nhưng vẫn không cảm thấy bình an vì chưa cảm nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Trong giáo xứ của Ngài có một người phụ nữ có lòng yêu mến Thiên Chúa rất sâu xa và tuyên bố là được ơn biết những điều Chúa Giêsu muốn nói với bà. Vì linh mục không có tin cái điều đó, nên để thử thách bà, Ngài nói: "Lần sau bà nói chuyện với Chúa Giêsu, tôi muốn hỏi Ngài xem tội của tôi đã phạm trong thời gian còn học ở chủng viện là tội gì." Và người phụ nữ đó đã đồng ý. Vài ngày sau đó thì vị linh mục hỏi bà: "Này bà đã gặp Chúa Giêsu trong giấc mơ chưa?" Bà trả lời: "Thưa rồi." "Vậy bà có hỏi Ngài tôi đã phạm tội gì trong chủng viện không?" "Có chứ." "Vậy thì Ngài nói gì?" Người phụ nữ mỉm cười và nói: "Một điều rất thú vị mà tôi chưa bao giờ nghe Ngài nói khi tôi hỏi Ngài rằng cha đã phạm tội gì. Ngài chăm chú nhìn tôi và nói: ta chẳng còn nhớ nữa." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sau khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa hiện đến với các tông đồ trong suốt tuần Bát Nhật là chúng ta nghe về chuyện Chúa hiện ra với các tông đồ. Và mỗi khi Chúa hiện ra, Chúa không có hỏi tội một ai cả. Chúa không hề nhắc tới việc mà ông Phêrô đã chối Chúa 3 lần, hay là Chúa không có hề nhắc đến trách mắng các tông đồ đã đào ngũ ở vườn Giê-xi-ma-ni, hay là trong bài phúc âm hôm nay, Chúa không có trách cái sự nghi ngờ của ông Tô-ma. Ngài đã tha thứ tất cả. Và đó là điều an ủi lớn cho chúng ta.
Tuy nhiên, Ngài tha thứ cho chúng ta, Ngài quên tội lỗi của chúng ta, như trong câu chuyện tôi vừa kể. Nhưng Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải tha thứ cho nhau. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta thì cha anh em trên đời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là một đòi hỏi. Khi chúng ta muốn được ơn tha thứ của Chúa thì chúng ta phải biết tha thứ cho nhau. Nhưng mà ai cho chúng ta cũng biết thì là không dễ dàng để mà tha thứ. Đó là một việc rất là khó, nhất là những người mà làm tổn thương chúng ta thật là nặng nề. Nhưng theo các nhà tâm lý thì sự tha thứ là phương thuốc trị liệu tốt nhất cho những vết thương trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta tha thứ cho người khác không phải chỉ vì lợi ích linh hồn của người đã làm điều sai trái cho chúng ta, nhưng còn vì lợi ích tinh thần của chúng ta. Tuy vậy, như chúng ta biết là tha thứ không phải dễ. Muốn tha thì phải quên. Và cô Corrie Ten Boom diễn tả sự tha thứ giống như là buông tay ra khỏi sợi dây chuông. Những cái người mà lớn lên ở Việt Nam thì chúng ta ai cũng có kinh nghiệm là nhà thờ nào cũng có cái tháp chuông, và có thể là có một số đã có kinh nghiệm khi mà giúp lễ thì được cha sai ra ngoài giật chuông. Và hồi nhỏ tôi cũng rất thích khi mà được cha cho giật chuông, thích lắm. Nhiều khi giật xong rồi nó kéo mình lên, mình đu lên, nhưng mà mình thả xuống, mình đu lên thả xuống, rất là thích. Và chúng ta biết trước khi chúng ta phải giật chuông á thì chúng ta phải lấy đà, phải kéo rất là nhiều, rất là nhiều, cho đến khi cái chuông nó có đà. Tại vì mấy đầu là rất là nặng, phải lấy ghi cho nhiều. Mấy đầu thường là phải 2-3 em giúp lễ. Như khi tôi giúp sứ thì một mình tôi giật chuông, phải lấy đà kéo xuống, kéo xuống, cho đến khi nó có đà, rồi cái quả lắc ở trong chuông nó bắt đầu nó đập vào cái thành bên kia, thì nó sẽ trở về, nó đập vào cái thành bên kia, bắt đầu nó kêu. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục giật thì nó cứ kêu hoài, kêu hoài. Nên chúng ta cứ cái nương theo cái đà chuyển động thì chúng ta chuông cứ vang, cứ vang. Và chị Corrie đã so sánh cái sự tha thứ chính là chúng ta buông tay ra khỏi sợi dây chuông. Đó là một điều đơn giản là như vậy. Khi chúng ta, nhưng mà chúng ta biết rồi, khi chúng ta buông tay ra thì cái sợi dây chuông, tuy chúng ta đã buông ra nhưng mà cái đà của tiếng chuông, cái đà của cái chuông nó vẫn cứ tiếp tục, nó kêu dù chúng ta vang. Nhưng mà nó tiếp tục nó vang rồi chuyển động, nó cứ thế, nó dần dần, nó chậm dần, chậm dần, cho đến khi nó ngưng hẳn. Giống như vậy, khi chúng ta quyết định tha thứ, những cảm giác không tha thứ xưa kia có lẽ vẫn còn tiếp tục vì chúng vẫn còn nhiều chuyển động. Nhưng nếu chúng ta quyết định tha thứ thì cái tinh thần không tha thứ kia sẽ bắt đầu chậm lại và dần dần im bặt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chữ tha thứ do đó không phải là một cảm giác nhưng là một hành động. Đó là hành động buông tay ra khỏi cái sợi dây oán thù. Và rồi chúng ta sẽ quên được những cái tổn thương trong tâm hồn chúng ta. Dear friends and my beloved children, in today's gospel, Jesus visited
his timid disciples. This visit was very significant. First, in order to convince them that he was real. Second, in order to restore their faith and peace. Hence, he said to them, "Peace be with you." Third, it was in order to empower them spiritually. So he breathed on them, saying, "Receive the Holy Spirit." These visions restore their courage and faith. However, it took time for them to believe that Jesus has risen. Dear friends, doubt and fear limit the greatest effort and power in the world. They make it difficult for us to believe the wonders that God has worked by resurrecting Jesus. Therefore, we must expel the spirit of doubt and fear from our lives in order to experience the power of the resurrected Christ. Also, let us embrace the peace that Christ brings to us this Easter. Today, Jesus reassures us of his living presence with us in a more substantial, powerful, and glorified way. We therefore need to tap from his resurrection power in order to live as he lives. However, before we can experience this power and begin to witness to it as the apostle did, we must first of all cast away all doubts and fears, then shift from doubting to manifestation of a living and active faith in the risen Christ. Finally, as we bear witness through our words and actions to the resurrection of Jesus Christ, let us give thanks to God because he considers us worthy of sharing in the power of the risen Lord. His love and mercy for us endure forever. Amen.